Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em à, thì hôm nay em về cái máy khoan pin của hãng Hinti SF6HA22 thì cái máy này nó vừa sản xuất năm 2021 luôn, và đầu kẹp của nó thì đầu kẹp 13 nha anh em. Thì rất là pro. Hinti thì ở Mỹ họ bảo hành tới 20 năm. Cũng khá là ổn định ha. Và máy này vừa sản xuất luôn và cao nhất hãng luôn. Motor rất là to ha anh em ha. Motor này rất to và pro. Thì cái kẹp của trợ lực, tay cầm trợ lực cũng khá là pro luôn. Hinti này thì thuộc dạng trâu bò. Thì một bộ này bao gồm có một máy một pin. Một pin nó là 22 máy một pin và một sạc thì nó là 6,7 triệu máy pin sạc 6,7 triệu ha. Thì tốc độ của nó là từ 0 đến 4.9 và từ 0 đến 2.000 vòng trên phút, đầu kẹp 13 Hinti thì dòng cao nhất của hãng luôn. Những anh em mà quan tâm thì liên hệ 0962 232 180. Em Tùng thì cái đầu cái khung số của nó là bằng kim loại luôn, thì nó sơn màu đỏ luôn ha anh em ha. Và 15 cái cấp độ trượt. Rồi mình test cho anh em. Thì pin nó là đi pin 2.6 và 22V. Rồi. Wow, đã. Giặt nha nè, nó cũng giống như là của bên Apple cũng vậy. Đây. Thì Hinti nó cũng vậy, cái này nó rất là nhỏ. Em Apple cũng rất nhỏ. Rồi. Ok. Thì cái Hinti này cũng sản xuất năm 2021 ha anh em ha. 2021 hàng Mỹ về và từ Home Depot về. Thì nó có catalog. Nó có thông số theo kèm ha, con gỗ các kiểu. Rồi, đi kèm với nó là một cái bao của Hinti cộng với sạc điện 110. Sạc này từ Nhật về. Sạc này từ Nhật về. Thì Hinti là điện từ